À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật. Tôi chúc quý vị và các bạn một ngày an lành. Theo như cái lịch trình thì chúng ta sẽ có mỗi một ngày vào lúc 8 giờ một buổi tối thì chương trình Dân ta phải biết luật ta post lên một cái thông điệp luật cơ bản cho quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái video có tên là Nhớ gì khi tòa tuyên án. Quý vị và các bạn biết không, ngoại trừ một số người có trình độ cao và đã có nghiên cứu từ trước thì đa phần là các đương sự nói chung là người ít có nghiên cứu về cái lĩnh vực luật, thì khi tòa tuyên án thì rất là lúng túng. Lúng túng ở đây cả về nguyên đơn, đúng ở đây cả về bị đơn. Thật ra thì sau khi mà tòa tuyên án rồi thì không biết là tòa tuyên sao nữa. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ rất là cụ thể để quý vị và các bạn hiểu rằng khi tòa tuyên án mình nhớ đúng hai vấn đề. Thứ nhất là cái yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Cái thứ hai nữa là án phí. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể. Các bạn thấy không, đây là một cái bản án của Tòa án Nhân dân của một quận ở thành phố Hồ Chí Minh về tranh chấp hợp đồng vay tiền. Thì nôm na như thế này, ông A ông đi khởi kiện vay tiền, trong đó một cái số tiền tôi cứ đặt giả sử là 500 triệu. Trong đó ông đưa ra những cái chứng từ là tờ giấy vay tiền. Ông yêu cầu lãi suất cơ bản theo quy định của pháp luật. Sau một hồi dòng do tam quốc, các bên không thể hòa giải được. Bị đơn nói thì bây giờ nghèo có khó khăn như thế nào đó, giấy tờ này là không phải tờ giấy ký mà do chồng nợ gì đó, không thể thỏa thuận được một con số. Và tòa sẽ chuẩn bị những cái chứng cứ, những cái tài liệu để đưa vụ án ra xét xử. Thì đứng ở vai trò nguyên đơn thì khi mà tòa đọc cái nội dung, lấy lời khai và trình bày rồi tranh luận gì đó, thì khi đứng ở vai trò nguyên đơn thì chúng ta sẽ được chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Chúng ta sẽ chấp nhận yêu cầu, một phần yêu cầu của nguyên đơn hay là bác yêu cầu của nguyên đơn. Thì chúng ta là nguyên đơn, chúng ta đi khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tiền mà, chúng ta sẽ biết chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Vậy là mình thấy rằng là mình đã được tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu rồi. Hoặc là chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. Hồi nãy tôi đưa ra một cái tình huống là 500 triệu. Trong đó có 500 triệu tiền gốc và 100 triệu tiền lãi đi. Thì tòa sẽ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. Đó là chấp nhận tiền lãi, tiền vay. Còn số tiền lãi thì không chấp nhận chẳng hạn. Cũng trong cái hợp đồng vay tiền này thì tòa sẽ nhận định về cái lãi suất. Lãi tính theo lãi suất ngân hàng, lãi do trước đây do các bên tự thỏa thuận và tòa không xét, do các bên không có yêu cầu, rồi rất là nhiều những cái tình huống khác. Nhưng chúng ta chỉ, nếu chúng ta là nguyên đơn thì chúng ta chỉ chờ đến khi tòa đọc quyết định áp dụng điều mấy các bạn ạ, áp dụng điều mấy, áp dụng bộ luật tố tụng dân, áp dụng gì gì đó, áp dụng pháp lệnh án phí, và chúng ta chuẩn bị nghe và chúng ta sẽ xem trên cái yêu cầu của chúng ta có được chấp nhận hay không. Trong trường hợp đó thì cũng sẽ nói về vai trò của bị đơn. Nếu bị đơn đưa ra trong cái tình huống này, đưa ra cái vấn đề: dạ thưa tòa, tôi đồng ý trả cho cái ông nguyên đơn số tiền gốc, còn cái số tiền lãi thì tôi cho rằng đây là lãi gộp lãi chồng, mà lãi vượt khung cái quy định của pháp luật, cho nên tôi lại không có chấp nhận. Thì chúng ta sẽ nghe, nếu tòa chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn thì cái phần mà lãi suất mà chúng ta đưa cái ý kiến đó sẽ được tòa chấp nhận. Thậm chí có những phiên tòa thì bị đơn đưa ra cái yêu cầu phản tố,
tòa đã bác yêu cầu của nguyên đơn và chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, thì chúng ta chỉ cần nghe cái phần mà quyết định sau khi mà áp dụng điều là luật nè, thì chúng ta sẽ nghe có chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của chúng ta. Giống như là trong một cái chương trình game show của đài truyền hình đó, là chấp nhận hay không chấp nhận. Cái thứ hai là chúng ta nói về phần án phí. Thì tùy theo cái tính chất vụ việc, quý vị và các bạn ạ, nếu trong trường hợp cái án phí nói mà theo thuật ngữ bình dân á, là ai thua người đó chịu. Nếu nguyên đơn khởi kiện yêu cầu là bị đơn với số tiền là 500 triệu thì khi tòa tuyên án thì cái phần án phí đó bị đơn phải chịu. Tuy nhiên là cái phần chênh lệch mà tòa không chấp nhận, ví dụ như hồi nãy tôi có nói 100 triệu đó, thì phần đó án phí đó nguyên đơn sẽ chịu trên cái số tiền, trên cái số mà yêu cầu mà mình không được chấp nhận. Nói nôm na là bây giờ, bởi vậy khi mà khởi kiện một cái vụ án, một cái vụ kiện ở tòa đưa ra một cái con số, tôi không giống như một số anh chị em luật sư đồng nghiệp khác, tôi đưa một con số tiền gốc, con số tiền lãi thì sẽ được tính toán trong cái quá trình tòa án thụ lý giải quyết. Và đa phần thì tôi sẽ tính theo cái lãi suất ngân hàng. Ở đây cũng là một cái bí quyết bỏ nhỏ cho những nguyên đơn trong cái vụ kiện mà tranh chấp hợp đồng vay tiền, thì chúng ta hãy tính theo lãi suất ngân hàng. Thì cho tới thời điểm hôm nay thì lãi suất ngân hàng, lãi suất theo quy định của pháp luật thì nó vào khoảng chừng 9% một năm. Thì chúng ta sẽ lấy cái cơ sở này để chúng ta khởi kiện ở tòa. Trở lại vấn đề, nhớ gì khi tòa tuyên án thì chúng ta sẽ nhớ hai vấn đề. Nếu chúng ta là đương sự trong vụ án, bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì chúng ta sẽ nhớ cho chương trình dân ta phải biết của ta hai điều. Thứ nhất, chấp nhận toàn bộ yêu cầu, chấp nhận một phần yêu cầu, hay chấp nhận yêu cầu phản tố hoặc phản bác lại yêu cầu, không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Và khi mà bản án của tòa án đọc rất dài quý vị và các bạn ạ, thì chúng ta sẽ rất là chậm. Tòa sẽ đọc cái bản tự khai của hay là cái đơn khởi kiện của nguyên đơn, trình bày của bị đơn, nhận định của tòa. Tuy nhiên thì các bạn phải nhớ kỹ là kể khi tòa đọc quyết định áp dụng điều gì đó, thì các bạn hãy lấy giấy bút ra và các bạn sẽ ghi lại nội dung. Nói thì mắt có sách, mắt có chứng. Hôm nay thì luật sư sẽ đọc cho quý vị và các bạn. Ví dụ đây là một cái bản án tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Bản án này vào ngày 26 tháng 5 năm 2017, cho nên tòa án sẽ đặt cái gì mình không quan trọng. Mình sẽ đến cái phần mà quyết định căn cứ vào điều 471 Bộ Luật Dân sự năm 2005, căn cứ vào điều 27, điều 37, điều 60 Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2014, căn cứ vào khoản 1, khoản 2, điều 27, pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án, tuyên xử, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Thấy không quý vị và các bạn, đây là chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc ông A và bà B phải có nghĩa vụ liên đới trả cho ông C số tiền nợ gốc theo cái hợp đồng vay tiền ngày 1 tháng 1 năm 2012. Ông C có nghĩa vụ trả lại cho bà A và ông B giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kể từ khi ông C có đơn yêu cầu thi hành án. Nếu A và B chưa thi hành số tiền nêu trên thì hàng tháng ông A và bà B còn phải có nghĩa vụ chịu thêm tiền lãi
theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, tương ứng với thời gian trả và số tiền chưa thi hành án. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn phải trả số tiền gì đó. Về án phí dân sự sơ thẩm, A và B phải nộp là 4 triệu đồng, C phải nộp là 1 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhớ điều gì khi tòa tuyên án là một trong những nội dung hướng dẫn rất có ích cho những quý vị và các bạn đang chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử. Và đây là một trong những thông điệp cơ bản mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn. Tôi có hàng loạt những cái câu hỏi của những vị khách hàng, và tôi cố gắng từng những cái câu hỏi tôi sẽ lên trên một video để tặng cho quý vị và các bạn ở trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, với một mong mỏi, với một cái khát khao rằng tất cả những cái người Việt Nam đều hiểu quy định của pháp luật Việt Nam. Tôi sẽ cho đi những cái kiến thức rất là cơ bản để quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định pháp luật. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ giúp tôi, giúp những người Việt Nam hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, đã đăng ký, đã like, đã share những cái video của tôi đến những người cần đến những cái quy định của pháp luật. Tôi xin trân trọng cảm ơn.